Tôi nói thiệt ông nha, tôi không gì con Đông Đông. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận ở trong cái nhà này, chấp nhận ở với con người độc ác như ông. Nếp là một người rất quan tâm bằng ba mà. Nếp đúng là một cô gái hiếm có khó tìm á. Bây giờ nó đang ở đâu? Anh hỏi làm gì? Hỏi để tao qua đó đập cho nó một trận. Trên cổ của Đông Đông hình như có vết chày, hoặc ra là giống vết cắt hơn á.